Thảm họa sắp tới bây giờ, thầy đang nói chút mệt mờ tối tâm. Rừng ơi ta đến ta thăm, rừng ơi tịch mịch nhiều năm chỗ này. Rừng tiên, rừng Phật, rừng thầy, đưa ta về dự chỗ này hay không? Chiếc đò ta đợi chờ trông, kìa là bến sỏi chỉ ông xuống tầm. Chờ đợi nước, chờ đợi sông đừng cạn, chờ đợi biển giang hà kết bàn bơi ra. Thầy còn nhiều việc bá gia, còn bơi rước đào khắp mà năm châu. Xuống thế khổ sớm ca chiều kề, đâu dễ nghe trò kính kề vang vang. Lắc đầu sớm thở chiều than, tình thầy với tớ gian nan chỗ này. Tình đi con giờ này thầy thuyết đạo, tình đi trò không gươm dạo đâu con. Dùng đức ân sức mòn hơi mòn, dùng trí tuệ con mới còn sống được. Đánh giặc lòng phải dùng đức phước, phải tu hành mới được yên nhiên. Người ta làm giữ mình hiền, người ta bạc tiền mình nghèo khổ nghèo khố. Tuôn đời họ đã mê chơi, còn mình tu niệm thành thơi được nào. Rạng ngang coi Nhật coi Tàu, coi Nam coi Việt người nào tồn lai. Đức thầy Bần Sĩ Vô Danh ứng khẩu thuyết, phân tích lời bình về câu sấm: thảm họa sắp tới bây giờ, thầy đang nói chút mịt mờ tối tâm. Đức thầy Bần Sĩ cảnh báo trận chiến khốc liệt sắp tới giữa hai cường quốc Tàu và Nhật sẽ xảy ra trên Biển Đông, nguyên do bởi sự tranh giành biển đảo vùng lãnh hải Hoàng Sa Trường Sa Việt Nam. Rạng ngang coi Nhật coi Tàu, coi Nam coi Việt người nào tồn lai. Đạo nào chánh thời đạo làm đầu, đạo nào bất chánh qua cầu Diêm Vương. Xấu ngã quỷ tăng hồi nhà thương, ba đường tội phước âm dương chung trần. Thánh minh thánh thần tự minh thần, xem trong Nam Việt hòa gần phước xa. Phật hữu Phật sao lại nói ma, ma ma cho đỏ mới ra đội này. Châu Nhật bổn Nam Việt bắt cày, gây go chó sủa hằng ngày sủa dai. Thấy người ta ta lại tưởng ai, ngậm ngùi sự thể phân hai Phật trời. Bảy việc hài ba việc lợi đời, nhiều dư ít thiếu kêu trời chi dân. Trích trong Kim Cổ Kỳ Quang 7/14, ông ba Nguyễn Văn Thới viết năm 1915. Tới hồi này thấy việc bể ghe, khuyên trong bá tánh trồng tre đương bồ. Kiện Long Châu sâu cỏ hai hồ, trời xanh giúp vận cơ đồ hưởng ban. Chốn màn loan giấc điệp chẳng an, tưởng thôi ảo não chung can tâm tình. Việc trước lo lo trước một mình, nhìn sâu ít kẻ nhất tình lo âu. Diễn bồi càng chỉ dốc đào sâu, thả trà như cá để sâu đồ ngày. Châu của chợt An Nam bắt cày, khỏi xu khỏi thuế khỏi rầy lao đao. Trích trong Kim Cổ Kỳ Quang 7/33, ông ba Nguyễn Văn Thới viết năm 1915. Lời bình thuật ngữ: châu ám chỉ cho bộ máy quốc phòng, quân đội sức mạnh gây ra chiến tranh. Thuật ngữ bắt cày có cái lý đặc biệt là phải gây ra chiến tranh,
dùng bộ máy quân đội, tức là châu đánh nhau, nghĩa là vì vị trí địa chính trị của Việt Nam trên Biển Đông, hai nước Tàu và Nhật sẽ đối đầu một mất một còn. Cả hai nước Nhật và Tàu phải gây ra chiến tranh vì Nhật và Tàu tranh giành vị trí địa chính trị vùng biển Thái Bình Dương bao quanh quần đảo Senkaku và đặc biệt Biển Đông có trữ lượng dầu khí quá lớn. Đồng thời Biển Đông cũng là con đường thông thương quan trọng nhất vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Việt Nam là nước có vị trí bao trùm phần lớn Biển Đông nên hai nước Nhật và Tàu đều muốn giành giật, phải gây ra chiến tranh tận thế chết bầy còn ba. Thuở xưa là giặc ô xào, bây giờ là giặc Nhật Tàu tranh đương. Trích trong Sấm Giảng Người Đời quyển 9 của Sư Vại Bán Khoai viết năm 1901. Nhật là đồng minh quân sự của Mỹ. Khi Tàu đánh Nhật, ắt là Mỹ sẽ tham chiến đánh phủ đầu nước Tàu bằng vũ khí nguyên tử, xóa sổ Bắc Kinh và lãnh tụ nước Tàu sẽ mất. Tới hồi này thấy việc bể gan, khuyên trong bá tánh chồng che đương bồ. Ông ba khuyên bá tánh hãy gấp tu hành trưởng phước đức, nghĩa là chồng tre đương bồ, tức là mình tích dưỡng phước đức, may ra kịp thời sống sót qua cuộc sàng lọc chết bảy còn ba. Bảy việc hại, ba việc lời đời, nhiều dư ít thiếu kêu trời chỉ dân. Nghĩa là xét ra giữa một người thì có tội và có phước, nhưng mà cái phần tội là chiếm hết bảy việc hại, ba việc lời đời, tức là phần tội là đã chiếm hết bảy phần, chỉ còn được có ba phần là có phước. Vậy thì đưa lên cái cán cân thì tất nhiên là mình xét ra một người đó nhiều tội hơn là phước thì sẽ phải bị lãnh cái hậu quả, cái nhân quả do mình gây ra đó. Vì vậy mà nhiều dư ít thiếu kêu trời chi dân, ý cái câu đó là nhiều dư ít thiếu, tức là nói mình đó là mình á, cái việc mà mình làm tội á, thì nó nhiều hơn là cái việc mình làm phước đó. Thì tới lúc đó nhân quả trổ ra thì mình đừng có than trách trời Phật. Và trận chiến Biển Đông khởi từ ba nước, đó là Nhật, Tàu và Việt Nam. Vì vậy Đức Thầy Bần Sĩ cảnh báo như sau: ráng ngang coi Nhật coi Tàu, coi Nam coi Việt người nào tồn lai. Nước Việt an bang đờn kêu khổ sở bi ai, đổi đâu chi xiết vàng dày hay không, đờn kêu biện hại mênh mông, đờn kêu hãy ráng lập công bồi đường, đờn kêu vàng quốc thê lương, tới đây rồi thải bình dương diệu vời, sống đi coi hát người ơi, đủ đào đủ kép vậy thời đỏ đen, bình dương sống đồng nhiều phen, rãng xem gánh hát trúc kèn vang vang, đờn kêu nước Việt an bang, nghe đây khùng khiều trội vang tiếng đờn. Trích trong Quay Về Nguồn Cội trang 268 do Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh ấn khẩu thuyết thập niên 80, Thiền Tịnh Bửu Sơn Xin Ni Ấn Tống năm 1997. Sydney ngày 27 tháng 8 năm 2023, Kỳ Vân cư sĩ biên khảo. Thân khùng đêm vặn khóc thầm, cửa mình cũng nhớ giấc nằm nào an. Từ nay cách biệt xa ngàn, ai người tâm đạo đừng toan phụ thầy. Giữa trần đơn nở đứt dây, chưa vui buổi hiệp bỗng thầy lại xa. Tình say trong giấc mộng hoa, mơ màng cũng tưởng như ta bên mình. Tới đây từ biệt khắp cùng, thầy lìa khỏi xác thiên cung phản hồi. Trích trong Từ Giả Bổn Đạo Khắp Nơi, Đức Huỳnh Giáo Chủ viết năm 1940. Bình luận về câu sấm:
thầy lìa khỏi xác thiên cung phản hồi. Ám chỉ sự cố súng nổ vào đêm ngày 16 tháng 4 năm 1947 ở Đốc Vàng thuộc tỉnh Long Xuyên. Từ đó thầy đã ra đi. Cụm từ đờn nở đứt dây chữ dứt nghĩa là tạm dừng. Khi thầy vắng bóng một thời gian và khi thầy trở về, thầy sẽ tiếp tục khải đờn tìm lại người đạo. Ví như Bá Nha ước hẹn ngày trở lại bến Hàm Dương khải đờn tìm lại bàn Tri Âm Tử Kỳ. Đờn kêu rạ núi ông Sam, đờn kêu ông Cẩm ai làm rạ hai. Đờn kêu lỗ vàng châu mày, đờn kêu các nước ngoài lai vậy vùng. Đờn kêu ai lại xưng hùng, đờn kêu quốc vị ngày cùng mới ra. Đờn kêu các nước sắp qua, đờn kêu bả tảnh bả gia đo lường. Đờn kêu nước Việt vô vương, đờn kêu cầu thảy tan thương giống nòi. Đờn kêu thỉnh thoảng rồi coi, thay nằm chật đất thiệt thòi thất kinh. Đờn kêu trái đất rung rinh, trời long đất lở đem tình phụ vương. Đờn kêu minh chúa khai đường, hiền còn giữ mất là thường xưa nay. Đờn kêu thập nhị hoài thai, bảo giang thiên tử đất ngài hiện ra. Đằng trên Phật quốc khai tòa, thánh đường trở lại dần nhà Kim Châu. Đờn kêu ơi hỡi đâu đâu, tề gia bảo quốc chư hầu an bang. Đờn kêu bả tánh đài tràng, đờn kêu cô bác hội đàn cho đông. Đờn kêu gặp bạo gió giông, chừng nào mới có lập công bồi đường. Đờn kêu cầu mở hội trường, thi tài thi đức thi đường hiểu chung. Đờn kêu cầu lại điên khùng, cầu đờn mãi mãi rục tùng nhắn răng. Đờn kêu giáo lý thi văn, đờn kêu rồi lại sáng bằng tiêu tan. Đờn kêu có lộ có hang, ở trên ban xuống nhẹ nhàng đi thôi. Đờn kêu thay nổi thay trôi, bình minh sống bùa hết thôi dân tường. Đờn kêu ở Thái Bình Dương, hát kia gần nổi xây đường dân ơi. Đờn kêu đừng lạ đừng lơi, cầu đờn muôn mạnh tạ tơi bảy chày. Đờn kêu bở chất cô thầy, sâu đây méo mặt như dây khoai sùng. Đờn kêu các bậc đại hùng, ráng đi xây đắp ngày cùng Phật ban. Đờn kêu thiếu bạc thiếu vàng, dẫu đâu cho khỏi hủy tàn thiếu thân. Đờn kêu sự thể về gần, ráng đi quỷ vị phú bần linh đinh. Trích trong Sấm Giảng Đạo Khùng trang 33-34, kết tập băng Lộ Huyền Cơ số 8 do Đức Cầu Bần Sĩ Vô Danh thuyết. Thiền Đình Bụi Sơn, Sydney, Ấn Tống năm 2002. Chú thích những cụm từ có trong đoạn sấm trên như là cụm từ khai đường, thánh đường, bồi đường, xây đường, tức là ám chỉ đào đường là họ của vua Nghiêu,
ám chỉ là triều đại vua Nghêu năm 2357 đến năm 2256 trước công nguyên. Vua họ là Y Kỳ, tên là Phòng Huân, đóng đô ở Bình Dương. Vua nhân từ minh chính, có tài trị nước, nhân gian thời Đường rất thái bình. Ám chỉ sau cuộc tẩy trần lặp lại đời Thượng Nguân thì cuộc sống thái bình thành trị như triều đại của vua Đường Nghiêu. Thuở xa xưa, nhà ngủ khỏi đóng cửa, của rơi ngoài đường không ai lượm, bồng lai tại trần, thánh địa Di Lạc Phật Vương sẽ lập tại miền Nam nước Việt Nam. Niệm đi tránh gió cuồng phong, niệm rồi mới biết Chúa ông chỗ nào. Niệm đi rồi thấy giặc tàu, từ đây mang trả nó nhào qua Nam. Nó làm tan rã ông Sam, nói cho quý vị luận đàm quỷ yêu. Bây giờ khùng khiều nói kêu, nói nhiều nói ít nói chiều sáng mai. Nói cho bá tánh gái trai, nói cho đồng đến Như Lai Phật đường. Nói gần ngày mở trung ương, Long Hoa đại hội dọn đường thần tiên. Phân tích lời bình những câu sấm sau đây. Niệm đi rồi thấy giặc tàu, từ đây mang trả nó nhào qua Nam. Nó làm tan rã ông Sam, nói cho quý vị luận đàm quỷ yêu. Về cụm từ tan rã ông Sam thì quý vị có hai cách hiểu. Cách hiểu thứ nhất, nếu mà chúng ta hiểu theo sát nghĩa thì có thể hiểu là ông Sam, tan rã ông Sam, tức ở đây ý ám chỉ đó là tan rã núi Sam. Thì núi Sam đó là một trong những núi ở vùng Thất Sơn Bảy Núi đó. Thì chúng ta nếu mà hiểu theo một cái nghĩa mà sát nhất thì là chúng ta sẽ hiểu đó là sẽ là làm rã, tan rã núi ông Sam. Hoặc là nếu mà chúng ta muốn hiểu cái nghĩa thứ hai, hiểu cho cái nghĩa nó suy luận, nó hơi gọi là hình ảnh trừu tượng một xíu, thì ở đây chúng ta sẽ phiên dịch sang cái từ là ông Sam, chúng ta sẽ phiên dịch sang tiếng Anh. Nó có nghĩa là từ ông qua tiếng Anh thì là uncle đó, từ Sam thì mình vẫn giữ nguyên, thì sang tiếng Anh nó đọc là Uncle Sam, thì nghĩa là chú Sam, tức là cái hình ảnh, cái hình ảnh chú Hề, cái chú Hề mà biểu diễn trong các cái đoạn xiếc ở bên nước Mỹ á, thì người bên người Mỹ người ta gọi đó là Uncle Sam, thì mình hiểu đó là chú Sam, ám chỉ là nước Mỹ ha. Rồi vậy thì cái cụm từ mà tan rã ông Sam, tức là ám chỉ giặc tàu tranh giành lãnh hải trên vùng biển Đông Thái Bình Dương. Giặc tàu sẽ khai chiến với Mỹ, tức là khai chiến với chú Sam đó, Uncle Sam đó, là với Mỹ, là biểu tượng cho Mỹ. Thì chiến tranh nguyên tử sẽ bùng nổ, dẫn đến tận thế, và cả hai Mỹ tàu đều tiêu điều hết. Đó thì cái đoạn sấm là như thế này. Đờn kêu rạ núi ông Sam, đờn kêu ai biểu cầu làm thánh nhân. Đờn kêu Phật hiện ngày gần, đờn kêu cầu mài tạo tầm gian nan. Cầu đờn khắp cả trần gian, đờn kêu Phật gấp lập đàn tại đây. Cầu đờn bốn biển đông tây, đờn kêu quý vị giờ này tỉnh chưa. Tỉnh rồi mau xuống đò đưa, đờn kêu dân chúng ráng chừa ác gian. Cầu đờn Phật gấp mở màn, Bảo Châu sơn thất lỗ toàn lầu son. Cầu đờn rã núi banh non, đờn kêu thế sự không còn đâu đâu. Cầu đờn bốn biển năm châu,
đờn kêu một phút một câu rã rời. Đờn kêu sống bùa chơi vơi, thương người bần sĩ có lời khuyên lơn. Bích cầu bần sĩ vô danh ứng khẩu thuyết thập niên 80, Thượng Đế Thượng Phạt trang 79, Thiên Tinh Bụi Sơn xin niên ứng tổng năm 2001. Và phân tích về câu sấm, ở cái câu sấm này thì chúng ta sẽ hiểu rõ là tức là ám chỉ, đây là câu sấm nè. Đờn kêu rạ núi ông Sam, đờn kêu ông cầu đang làm gì đây? Thì ở đây chúng ta thấy là cái câu sấm này nói rõ luôn, đó là rạ núi, đờn kêu rạ núi ông Sam. Vậy thì cái này chúng ta sẽ hiểu sát nghĩa, đó là sẽ còn một trận tan rã núi ông Sam. Đó, còn cái phía trên khi nãy thì chúng tôi có phân tích theo cái nghĩa thứ hai, thì đó là cái hình tượng ông Sam, dịch sang tiếng Anh, tiếng Mỹ đó là Uncle Sam, thì là hình tượng chú Sam, là cái chú hề trong cái đoàn xiếc của Mỹ, thì là biểu tượng cho nước Mỹ. Đó, thì là nước Mỹ khi mà xảy ra chiến tranh với Tàu trên Biển Đông thì cả hai nước, cả Mỹ, cả Tàu đều tiêu tan, đều tan rã. Đó, thì có hai nghĩa đó, thì chúng ta có thể hiểu theo hai nghĩa. Đờn kêu rạ núi ông Sam, đờn kêu ai biểu cầu làm thánh nhân. Cầu đờn đời đã kề gần, đờn kêu nước Việt soi ngần bút nghiêng. Đờn kêu cầu lại khùng điên, cầu đờn thấu đến hoàng thiên cha trời. Đờn kêu nước Việt đổi dời, đờn kêu Phật quốc lập đời trị dân. Đờn kêu yểm cụ nghinh tân, Mỹ Châu ơi hỡi Mỹ Châu, mê chi thằng chệt để sầu cho cha. Phân tích bình luận về hai câu sấm. Mỹ Châu ơi hỡi Mỹ Châu, mê chi thằng chệt để sầu cho cha. Ở đây ý ám chỉ đến hai tên của nhân vật rất mà rất nổi tiếng mà chúng ta ai cũng biết, đó là câu chuyện của Trọng Thủy Mỹ Châu. Đó, thì vì Mỹ Châu cũng như là vua cha đã quá tin vào cái người bạn láng giềng nước Tàu, nước Trung Quốc đó, vì tưởng đâu thật tình đó là Trọng Thủy yêu Mỹ Châu, nên là vua cha đã gả Mỹ Châu cho Trọng Thủy. Rồi từ đó mà Trọng Thủy được được cha của mình gài vào làm gián điệp để mà ăn cắp cái nỏ thần. Rồi nên là câu thơ câu sấm mới nói là mê chi thằng chệt để sầu cho cha. Thằng chệt ở đây em nghĩa đó là một phần cũng ám chỉ đó là Trọng Thủy, nhưng mà cái mà mình hiểu cái góc sâu xa nhất, Trọng Thủy cũng chỉ là một công cụ, trong giống như là một công cụ để cho bên nước Tàu, cái vua bên nước Tàu là làm gián điệp cài vào thôi. Còn cái gốc vẫn là thằng chệt, tức là ý ám chỉ cái nước Tàu đó, cái người bên Tàu, cái bộ máy ở bên Tàu đó. Tới hồi này thấy việc bể ghe, khuyên lòng bả tánh chồng che đương bồ. Kiện Long Châu sâu cỏ hai hồ, trời xanh giúp vận cơ đồ hỡn ban. Chốn màn loan dứt điệp chẳng an, tưởng thôi ảo não chung can tâm tình. Việc trước lo, lo trước một mình, nhìn sâu ít kẻ nhất tình lo âu. Diễn bồi càng chỉ dốc đào sâu, thả trà như cá để sâu đồ ngày. Châu của chợt An Nam bắt cày, khỏi xu khỏi thuế khỏi rầy lao đao.
Trích trong Kim Cổ Kỳ Quan 17/33, ông ba Nguyễn Văn Thới viết năm 1915. Phân tích bình luận về câu sấm: tới hồi này thấy việc bể gan, khuyên lòng bá tánh chồng che đương bồ. Cái cụm từ bể ghe ý là ám chỉ ghe, mình cũng có thể hiểu là tàu, thì bể ghe mình cũng có thể hiểu là bể tàu. Bể tàu tức là ám chỉ nước tàu sẽ tiêu tan, sẽ bể tan, tan vỡ. Đó, nước tàu sẽ tiêu vong khi mà nếu như mà cái trận chiến Biển Đông, trận chiến Thái Bình Dương nổ ra thì nước tàu sẽ tiêu vong. Và chúng tôi mới cập nhật ở đây theo tin tức các đài đưa tin thì ngày trước Trung Quốc tự mình đưa ra đường lưỡi bò 9 đoạn để nhằm đánh dấu cái lãnh thổ, cái chủ quyền biển đảo tự xưng của mình. Tức là họ nói rằng những cái đảo nào mà nằm trong cái phạm vi cái đường 9 đoạn, cái đường lưỡi bò 9 đoạn đó ngoài biển thì đều thuộc là cái chủ quyền của họ. Và thế giới Liên Hợp Quốc họ đã không có công nhận cái đường lưỡi bò 9 đoạn đó của Trung Quốc rồi. Nhưng mà Trung Quốc vẫn ngang nhiên, vẫn tự mình cho là mình có quyền trong cái đường lưỡi bò 9 đoạn đó. Thì bây giờ cái sự việc đó vẫn đang gọi là đang tranh chấp. Các nước không có chấp nhận cái đường lưỡi bò 9 đoạn thì bây giờ họ lại tiếp tục công bố tiếp là cái đường lưỡi bò tới 10 đoạn. Đó, đường lưỡi bò 10 đoạn đó của Trung Quốc. Đây là cái thông tin mới mà ngay tại cái tháng 9 năm 2023 này. Đó là Trung Quốc đã cập nhật tiếp thành lên là cái đường lưỡi bò 10 đoạn. Thì chúng ta thấy là thực sự là rất vô căn cứ. Và hiện tại thì những cái tháng gần đây Trung Quốc liên tục phải hứng chịu những cái thiên tai, những cái đòn giáng, cái đòn roi từ trên thiên thượng giáng xuống để mà răn đe họ. Nhưng mà gần như hình như là họ không có nhận ra được mà bài học từ trên thiên thượng muốn gửi cho họ là gì. Họ vẫn tiếp tục là bất chấp để mà tranh giành cho bằng được cái lợi ích của họ trên Biển Đông bằng cái việc đó là họ đã mới đây họ cập nhật lên thêm thành là cái đường lưỡi bò 10 đoạn của họ. Đó, và nếu như mà họ vẫn cứ tiếp tục như vậy thì họ sẽ dẫn đến cái tai họa đó là tiêu vong. Giống như các cái sấm giảng đã để lại. Nam mô A Di Đà Phật.